bao giờ bạn tự hỏi liệu đồ ăn sẽ nói gì với mình? Cùng tìm hiểu nhé. Mà mình đói quá, khéo ăn cả một con voi cũng được. Bánh quy đúng là kiêu cánh. Nhìn thôi đã chảy nước miếng. Măm măm nào. Hả? Tự nhiên chuông reo làm giật bắn cả mình. Bánh quy của tôi rơi xuống sàn mất. Không! Cứu tôi! Tôi đang rơi. À, mẹ mất một miếng ăn người rồi. Nhưng nhiều bụi bẩn chân nè. Chỉ muốn vùi mình trong đống này mãi. Còn ăn được không ta? Sao mà nhanh bẩn thế hả trời? Kinh quá. Nhìn đã thấy mất cả cảm tình. Nghe bụi bẩn vui thật đấy. Kinh tởm quá. Vẫn ăn được chứ nhỉ? Ăn đất không phải là trò hay cho lắm. Mà kệ đi. Cô nàng cái gì cũng ăn. Kinh quá. Được chứ, tự mình đi xem phim đi. Được. Wow, thời khắc đã đến. Bước tới đây đi. Cái gì thế? Trời, lại thế nữa. Buông giày tôi ra đi. Đã bảo là buông ra. Cậu làm từ keo siêu dính hay gì hả? Thôi, tôi đang vội. Tới lớp học hóa luôn đi. Chiến tiêu ấy mấy. Hồi hộp khá nè. Không tài nào tập trung nổi. Cậu ấy dễ thế nào? Hấp dẫn thật đó. Mình cứ không ngừng nghĩ về bãi kẹo núm ốc này. Cậu nhất định phải ngay đó hả? Không biết ai là rất nhân nhị. Liệu tôi còn có quyền riêng tư không vậy? Ăn chưa bổ dưỡng nào? Gà tây ngọt mọng nước. Tiết vừa rồi giá lê thê oải thật sự. Hello. Hả? Tớ hả? Có ai phía sau tớ hả? Cậu ấy nói hello với mình ư? Chào chào, hello. Cậu có gương không? Ủa, gương làm gì cơ? Có gì trên mặt tớ hả? Răng tớ sao? Ôi, xấu hổ chết mất. Sandwich xá lệch gà tây chết tiệt. Chuẩn, nó đây rồi. Mình cần kính râm trời ơi. Bỏ gương đi dùng cái. Xỉa sạch răng thôi nào. Sẵn sàng cho thử thách chưa? Ê, làm gì đấy? Tôi thấy thoải mái đây, kéo tôi đi. Tôi không đi đâu đâu. Hình như nó đang chuyển động. Nó nhúc nhích sao? Còn đâu mới bắt được tôi. Cảm giác thế nào hả? Dừng lại, nhột quá. Xong, sạch rồi. Mãi mới lấy được ra. Hai. Chán thế, cậu ấy đi rồi. Thôi lại ăn một mình vậy. Ôi, chả có ai ăn gà tây không? Ôi, ai làm cấp cách vậy ta? Trông như miếng bánh nhỏ từ thiên đường ấy. Ôi, tuyệt ngọt thơm dễ sợ. Lượt hai nhé. Ok con dê. Yum. Cậu tưởng mình xứng đáng sao? Đấy. Định dở trò với chị à? Đồ ngốc nghếch. Lại còn ăn tham. Đưa đây. Của tớ chứ. Nhưng tớ cầm trước mà. Tớ đói hơn cậu cơ mà. Mình trắng mặt lắm rồi. Hai cậu không hòa thuận được hả? Không, đưa trả tới đây. Bước qua xác tới đi đã. Khoan. Vô duyên thế hả trời. Thôi, cho cậu tới đấy. Ngon đấy. Lèo lèo. Alo. Vâng, tôi muốn đặt lịch hẹn ạ. Bao giờ sao? Được à. Mẹ ơi, để ý con nè. Trời, mẹ chọc lòi mắt con bây giờ. Mẹ quên chảo trứng rồi. Mà trời ơi mắt, dễ chịu quá đi. La 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 la.
la. Ôi chết. Thôi kệ. Ồ, cưng thích kẹo không nè? Bư, cưng dễ thương quá. Nhưng mùi gì vậy ta? Ôi, tôi sắp thành con heo quay luôn rồi. Ôi trời. Mẹ ơi. Mình phải xử lý thôi. Chỉ cần nhìn lại thôi nhỉ. Trứng dính chặt vào chảo rồi. Ồ, chuyện gì thế này? Ê, chảo này vui phết. Lần này mình lộn nhào được không ta? Ồ, đau ê ẩm cả người. Chuyện quái gì xảy ra thế? Chắc mình được nấu chín rồi. Mẹ sẽ xử đẹp mình mất thôi. Nhưng trông buồn cười ghê. Trong này còn gì không nhỉ? Nhanh nào. Có một miếng. Bánh xinh đẹp ơi. Và của mình tan. Để nhúng sữa chút nào. Khoan đã. Giờ thì sẵn sàng. Chuẩn lặn thôi. Wow, sữa thơm mát quá. Lặn xuống. À, sảng khoái quá. Cảm giác khỏe cả người. À, ôi thôi, làm gì bây giờ? Mình không muốn thò tay vào. Thôi lấy cái bánh khác vậy. Bánh quy chấm sữa là ngon nhất. Yeah. Kẹo bông đường cực phẩm. Kẹo tan trong miệng thật tuyệt. Tóc mình mệt chứ nhỉ? Giữ gìn tóc xoăn mệt ở đấy. Ồ, mất một mớ tóc rồi. Nhưng cuộc sống của mình là thế mà. Ê, ăn nữa không? Cảm ơn nha. Thật là hào phóng. Ngon tuyệt của mèo. Hình như chỉ còn một thứ ở phía sau này. Quên mất kẹo mút ngon lành. Hóa ra chiều này lại thật ngon ngào. Đã bao giờ bạn thắc mắc đồ ăn mà là con người thì sẽ ra sao chưa? Có lẽ video này sẽ tiếp lửa cho óc sáng tạo của bạn và khiến bạn cười vui. Đừng quên chia sẻ video với bạn bè nha.